Rồi chào mấy anh. Thôi bữa giờ thấy cái trend mấy anh lấy máy này máy kia mấy anh test tù la mấy máy bộ lông hôm nay shop của mặt trước shop đủ trend thử với mấy anh ha. Giờ ở đây đi shop có hai con Makita đầu khía nè, ở bên mới đóng xong bên 12V 6A đóng cho khách xong đó, gắn cái đầu chỉ 1-2 vô. Rồi cây này là cũng là cây Makita đầu khía luôn đó. Giờ shop xả thử ốc bánh trước của con này coi nó sao anh em. Không ra led nè. Thử coi nó được không. Rồi. Đây. Đây là hai cái máy ha. Rồi, đây là bộ khẩu. Cái này là ốc 19 Fanta. Thấy không anh em? Để đưa lại đi. Ý, rồi ốc 19. Con ốc bên này là 15, 16 gì vậy? Dạ. 15. 14. Rồi, 14 là vừa ý. Đây, hai cái khẩu ha. Một cái khẩu là 19, một cái khẩu 14. Rồi. Để xả được rồi ra cho bạn thấy không? Rồi, con này chịu. Con này siết. Rồi, công bằng là mình siết vô trước nha anh em. Đây. Rồi, siết cứng rồi ha. Bây giờ mình mở ra vậy thấy không ta? Rồi 1, 2, 3 ra luôn anh em. Không biết chiếc winner vừa không à, thôi để thử chiếc không này đó. Máy này có 12V rồi. Rồi chiếc vô. Rồi cảm ơn anh em nha. Shop bên top 11 đây.